Cũng nhờ như vậy mà Sơn cảm thấy ấm lòng hơn tại một nơi làm việc vô cùng mới mẻ này. Nhìn thế này mà ấm lòng á hả? Xe ngày càng lạnh, phải mặc thêm áo khoác. Nhìn cái hầm xe như vậy ấm lòng ghê á. Gần 22 giờ, Sơn pha một ly cà phê nóng, ngồi nhâm nhi và xem phim trên điện thoại. Konnichiwa, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình, và mình là Annie đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một việc gì đấy trong mùa dịch này nhé. Đó là hôm nay chúng ta sẽ nghe kể chuyện ma anh Huỳnh Lập nha mọi người. Đó là chuyện ma tập 4 trực đêm, series chuyện ma một nén nhang phần 3 của anh Huỳnh Lập ấy. Thì mình có thấy á, các bạn khá là nhiều người kiểu xem cái này ấy. Nên hôm nay trong cái thời kỳ rảnh rỗi thì mình cũng mở lên một tiếng action cùng xem với các bạn nhá. Thì bạn nào để ý đến chuyện ma và muốn xem chuyện ma thì có thể xem clip này của mình nha. Các bạn nhớ sub kênh cho mình, nút like, một lượt bình luận bên dưới mỗi video nếu như các bạn yêu quý mình hay là cần mình làm điều gì đấy nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chuyện ma thôi. Rồi, ok. Đây là... các bạn ơi, đây là cảnh cáo trên 18 tuổi nhá. Thì bạn nào trên 18 tuổi hãy xem, tại vì nó có những cái hình ảnh kinh dị gây ám ảnh ấy. Nên các bạn đừng, nếu như mà các bạn sợ quá thì các bạn đừng xem một mình. Các bạn hãy xem cùng với người khác, cùng với người yêu, cùng với bạn bè hay là cùng với gia đình của mình nhá. Rủ nhiều người xem càng tốt. Còn mình thì mình chỉ xem được một mình thôi, tại vì mình chỉ có một mình ở nhà thôi à. Mình cũng khá là sợ ma ấy, nhưng mà càng sợ cái gì thì lại càng kiểu thích xem cái đấy. Thế nên hôm nay chúng ta hãy cùng xem cùng nhau nha. Đây là cái của anh Huỳnh Lập ấy. Mình không biết đâu, mình gọi là anh. Ui, nghe sợ thế. À, thế là tức là mình sẽ kể một câu chuyện trong vòng một nén nhang đúng không? Giật cả mình. Xin lỗi mọi người, hết hơi to. Mình bị giật mình ấy. Mình cho cái âm lượng nhỏ đi một xíu cho đỡ sợ này. Không thì mình sẽ đái ra quần mất. Bây giờ thì còn cười thôi, không biết tí nữa còn cười nổi không. Hai. À, chúng ta hãy cùng xem nào. Ghê quá vậy. Quỳnh Lập xin chào tất cả các bạn. Và chúng ta đã được gặp lại nhau trong chương trình Chuyện Lập kể về ma một nén nhang. Từ trước tới giờ Lập đã kể rất nhiều mẫu chuyện liên quan đến những địa điểm mà mình ở, ví dụ như là nhà thuê hoặc là phòng trọ. Ngày hôm nay Lập cũng sẽ tiếp tục kể cho tất cả các bạn nghe về một địa điểm có những câu chuyện tâm linh. Và địa điểm này là một trong những nơi mà tất cả chúng ta hầu như đã từng đi qua. Đó chính là hầm xe. Và câu chuyện ngày hôm nay mang tên hầm xe á hả? Đêm. Trực đêm. Ừ. Cái nhạc là mình sợ. Hình ảnh thì có thể là không đâu, nhưng mà cái nhạc nó cứ làm mình sợ ấy. Mình lẽ ra mình phải đi vệ sinh trước khi ngồi ở đây để action cho các bạn xem mới đúng. Chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện này trong vòng một nén nhang đúng không? Đúng đúng. Nhưng mà tại sao phải gõ cái đấy ạ? Có bạn nào biết là tại sao gõ cái đấy không? Comment xuống dưới cho mình biết với. Câu chuyện xảy ra tại một hầm xe khá cũ kỹ của tòa nhà chung cư 13 tầng. Đã xây được hơn 10 năm, nên mọi thứ ở đây không còn hiện đại và tươi mới nữa. Có một ông chú trung niên làm bảo vệ ở hầm xe cũng đã được hơn 7 năm. Đối với chú, cái hầm xe này không chỉ là nơi cất giữ xe của mọi người mà còn là cái nhà của chú nữa. Mọi người ở đây hay gọi chú là chú Tư giữ xe. Thấy ông làm việc nhiệt tình, chân thật nên chủ tòa nhà cũng cho ông một căn phòng nho nhỏ ngay cửa hầm để ở. Và chiều tối nay là buổi đầu tiên Sơn đi làm với công việc bảo vệ hầm xe. Năm nay Sơn đã được 26 tuổi, từng có 3 năm làm tài xế taxi. Vì một vài lý do mà Sơn không còn làm tài xế nữa. Cuộc đời đưa đẩy lý do không làm tài xế nữa. Công việc mới này.
ít ra cũng sẽ được bảo vệ, giữ gìn và tiếp xúc với xe cộ. Sơn lấy đồ dùng cá nhân bày ra ở một góc làm việc của mình. Nào là máy nấu nước sôi, quạt điện mini, loa điện, mùng, mền, chiếu gối và có cả gấu bông nữa. Ê, mang cả gấu bông đi. Chưa tới ca làm của mình, Sơn đi dạo một vòng ở hầm xe. Ở đây các bạn, từ từ. Có lẽ người... Các bạn từ từ, mình phải kiếm cái gì để mình ôm cho nó đỡ sợ các bạn ạ. Đợi mình xíu nhá, mình sẽ đi kiếm một chiếc gì đấy để ôm cho đỡ sợ. Pikachu các bạn ạ. Pikachu là một cái con vật khá là đáng yêu ấy. Ôm chắc là sẽ đỡ sợ ha. Ta không thường xuyên lau dọn, rác cứ rải lai rai khắp nơi. Sàn thì đầy đất cát, có mấy khu tối tăm vì hư đèn mà chẳng có sửa chữa. Sơn đi một vòng tới một cái cổng hầm khác. Hình như đây là lối vào thứ hai của khu chung cư này. Má, ê, đi gì vậy trời? Cửa rồi. Ngay vị trí cái cửa thoát hiểm đi lên tầng trệt, có một bàn thờ của mẹ Quan Âm nho nhỏ. Dưới đất là một lư hương đã được cắm nhiều nén nhang. Thôi đi. Có thể đây là bàn thờ của thần tài thổ địa tại hầm này. Với diện tích khá rộng lớn, mất gần nửa tiếng đồng hồ, Sơn mới có thể đi hết cái hầm xe. Ừ. Lây hoay trời cũng đã tối, cũng là lúc người dân ở chung cư này đi làm về, nên xe vào khá nhiều. Người dân ở đây đều thân thiện hòa đồng, biết Sơn là bảo vệ mới nên ai cũng vui tươi chào hỏi. Cũng nhờ như vậy mà Sơn cảm thấy ấm lòng hơn tại một nơi làm việc vô cùng mới mẻ này. Nhìn thế này mà ấm lòng á hả? Xe ngày càng lạnh, phải mặc thêm áo khoác. Nhìn cái hầm xe như vậy ấm lòng ghê á. Gần 22 giờ, Sơn pha một ly cà phê nóng, ngồi nhâm nhi và xem phim trên điện thoại. Từ phía chỗ ngồi của Sơn nhìn vào hầm xe, đó là một con đường sâu hun hút, cách một khoảng vài mét chỉ có một cái đèn. Âm thanh điện thoại. Ôi trời ơi. Trong cái hầm tối. Hết phim, Sơn tắt điện thoại, trả lại sự yên bình vốn có của căn hầm. Sơn ngó sâu vào cái hầm xe đó, tiếng gió luồn lúc mạnh lúc nhẹ, như có ai đó đang thở lên thở xuống. Không nhìn đâu. Có tiếng bước chân soạt soạt. Ôi trời, không nhìn Sơn đâu, sợ bỏ xứ ấy. Giờ này mà 11 giờ đêm, ai lại đi ra? Từ trong khoảng tối ấy, bóng người dần hiện ra. Sơn hoang mang lo sợ, liền lập tức lấy cái đèn pin rọi thẳng vào đó. Và đúng là có người thật. Đó là chú Tư giữ xe. Chú chậm chậm tiến tới Sơn, nhìn ngó cậu một lúc rồi nói: Linh mời hả? Dạ, con chào chú. Chú Tư cho Sơn biết chú cũng là bảo vệ giữ xe thuộc hàng lão làng, kinh nghiệm dày dặn, nhưng trực ở hầm ra vào ở bên kia, khác lô của cậu đang trực. Nay biết có lính mới nên qua đây ngó thử. Sơn vui mừng vì ít ra cũng sẽ có người trực đêm với cậu trong cái hầm này. Chú Tư nghiêm nghị hỏi: Suy nghĩ kỹ chưa? Câu hỏi khiến Sơn lúng túng. Suy nghĩ kỹ chuyện gì vậy chú? Thôi, có gì đâu. Chú Tư kết thúc câu chuyện một cách trống không, khiến Sơn hơi bị hoang mang. Đấy là thấy chú có kinh nghiệm rồi đấy. Chú ơi, chú ngồi ở đây với con một chút xíu được không? Sơn muốn được chú Tư chia sẻ về một vài kinh nghiệm làm việc ở đây. Chú Tư rằng cứ 30 phút á là cậu phải đi dạo một vòng trong hầm, có nhiều chuyện lạ lắm. Sơn lo lắng. Ê ơi, dạ thế ai dám đi? Sao hả chú? Chú Tư kể tiếp. Do chung cư này là chung cư cũ, chẳng có camera gì cả, nên mình phải chịu khó thôi. Vì cách đây một năm, khi chưa thường xuyên kiểm tra, có một người đã trúng gió và nằm bất tỉnh ở trong hầm. Do không có ai hay biết, nhập thế đâu có ông edit này đấy. Không qua khỏi, chết luôn. Quá đáng thật. Chú Tư hỏi: Con thấy cái lư hương để dưới đất ở trong kia không? Sơn nhanh nhảu trả lời: Dạ thấy. Hồi chiều con có đi ngang, con có thấy. Hình như là bàn thờ của thần tài thổ địa phải không chú Tư?
Chú Tư nghiêm nghị. Không phải. Cái lư hương đó là cái lư hương thờ vong ở trong hầm xe này. Nghe nói vậy, Sơn thấy lạnh cả người và bắt đầu nép gần lại với chú Tư. Mình cũng lạnh hết cả người. Người xưa có câu, nhất nhà xe, nhì nhà hát. Có hả? Tức là vong ma sẽ ghé nhà xe rất nhiều. Bởi vì người dương của mình chạy xe ở ta bà khắp nơi, nhiều lúc sẽ đi ngang những chỗ không sạch sẽ. Vong ma ở ngoài đường sẽ theo họ mà về đây, rồi nương nhờ lại ở hầm xe này. Là bởi vì những vong ma đó không thể nào vào nhà của những người mà họ theo. Một phần ở những nơi có địa thế thấp hơn mặt đất, chính xác hơn là những hầm xe giống như vậy, dễ cho âm khí tụ lại. Nên chú Tư dặn Sơn nhớ uống trà gừng ấm để có thể giải âm khí nếu như bị nhiễm phải. Chú chỉ cho Sơn nhìn về phía của một chiếc xe. Cậu thấy cái gì đó không? Thấy Sơn gì? Ngơ ngác. Dạ, chỉ có chiếc xe thôi, chứ có gì đâu chú. Chú Tư trầm giọng. Mắt của người dương đơn giản chỉ nhìn thấy một chiếc xe. Nhưng mắt âm sẽ thấy khác. À, thế là chú Tư có mắt âm á hả? Thấy khác là thấy cái gì nữa vậy chú? Chú Tư thều thào. Biết đâu trên đầu xe có một đứa con nít đang bu ở trên đó. Hoặc là một ma nữ dắt díu người ở trên yên. Hoặc có một cánh tay đang kẹt ở dưới cái bánh xe đó mà mình không thấy. Trời ơi, cái gì vậy? Chưa gì mà bị chú Tư ông hù cho xanh mặt. Cái chuyện này nó chú không Tư sợ mà các ông edit làm cho tôi sợ ấy. Tao không có hù mày đâu. Tao nói vậy đó, tin không tin tùy mày. Nhưng mà tao nói thiệt, tao nói trước cho mày biết, mày còn lo liệu được. Quan trọng là cái tâm của mày có sạch sẽ hay không. Nếu mà sạch sẽ là không ai làm gì được mày hết á. Thôi, tao đi về khu của tao trực đây. Ở lại trực vui vẻ nghe. Nói xong. Thế là cái đoạn này đến đoạn này là thấy mùi rồi này. Rồi, ông mới nói giọng lại. Quên. Tối mai nhớ mua trái cây hay là khô gì đó ngồi nhâm nhi nha. Tao thèm quá. Xong rồi chú đi mất. Là đêm đầu tiên thức trắng nên Sơn cũng không thấy mệt mỏi gì. Nằm ở vị trí cái ghế bố sát cửa hầm, Sơn cứ thiêu thiêu, nửa ngủ, nửa tỉnh. Trời càng thêm lạnh khi dần về khuya. Gió thổi khiến bụi và lá khô bay xuống hầm. Có một cái đèn xe rọi vào. Xe từ từ thả dốc. Tiếng thắng nghe rên xiết đến nỗi nhức óc đinh tai. Sơn cứ liêm diêm chưa tỉnh táo. Cái số xe của anh là nhiêu vậy anh ơi? Người đó trả lời. Tôi có thể giữ xe thang. Giọng nói đớt đớt như kiểu không thể nào khép miệng lại được. Nói xong, thanh niên đó đưa thẻ xe cho Sơn. Sơn mắt nhắm mắt mở cầm lấy. Cái thẻ đó dính cái gì đó nhầy nhầy, ướt ướt. Nhìn kỹ lại. Ê thì đấy là ma đấy. Máu tươi dính đầy thẻ xe. Sơn nhìn lên người thanh niên đó thì thấy nguyên người bét nhè, tay chân lội xương, gương mặt dập nát một bên và hàm dưới bị rớt lìa ra khỏi mặt. Khiếp đảm kinh hồn, Sơn té ngửa ra sau. Nó tiếp tục rên rỉ. Nói xong, nó chạy xuyên qua cái thanh chặn xe, đi sâu vào hầm tối, vào đầu trái. Sợ hãi tột cùng, Sơn chạy vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Sợ quá, mắt mở trân trân tới sáng. Về tới nhà mới được ngủ nghỉ để có thể trực cho ca tiếp theo. Thế là gặp ma buổi đầu tiên đó hả? Dạ, ghê quá. Hôm nay, Sơn cũng đến sớm hơn giờ làm việc. Sơn thử đi theo hướng của người thanh niên be bét máu tối qua. Đi đến cuối hầm xe rồi quẹo trái. Tại đó, Sơn thấy có một cái xe đã phủ lên một miếng bạc đầy bụi. Sơn tháo lớp bạc đó ra thì y như rằng đúng là chiếc xe tối qua mà Sơn đã thấy. Nhưng bây giờ nó đã cũ kỹ, bể nát, không còn lành lặn và nguyên vẹn nữa. Sơn phán đoán, chắc chắn chủ nhân xe này đã bị tai nạn mà chết. Người ta đưa xe về đây, rồi cứ để đó, không ai dám chạy nữa cả.
đêm lại xuống. Sơn đang kiểm tra lại những thẻ xe. Chú Tư từ hầm bên kia từ từ đi tới. Đại này không sợ nha, đại này không sợ. Sơn đổi lớn. Ê, chú Tư, chú Tư ơi, chú Tư. Đây này, con nè. Ông ra dấu. Xin lỗi. Mày điên à? Cái gì mà mày la dữ vậy? Đêm hôm rồi, mày la lớn như vậy là quấy nhiễu người âm ở trong hầm đó nghe chưa? Vì Sơn mừng quá chỉ được gặp chú Tư. Vừa gặp là Sơn kể lại chuyện tối qua. Chú Tư cắt ngang. Mày ra thắp nén nhang ở ngoài cửa hầm đi. Sơn lật đật làm theo. Chú Tư cũng ngạc nhiên khi thấy Sơn vẫn muốn tiếp tục công việc này ở đây. Mày không sợ hả? Chú Tư hỏi Sơn một câu nghiêm túc. Bây giờ mà sợ thì lấy đâu ra tiền trời. Ma cỏ này không phải là quá xa lạ đối với Sơn. Trước đây Sơn đã từng gặp rất nhiều chuyện tâm linh giống như vậy rồi. Sơn kể, lúc còn làm tài xế taxi, đêm khuya Sơn thường xuyên bị ma che mắt dẫn đường, cứ chạy lanh quanh lòng vòng cái khu mà người bị xe đụng chết, hoặc đi ngang mấy cung đường có ma là cứ bị giông đá vô bánh xe đùng đùng. Có mấy lần khiến lạc tay lái xém được tai nạn. Chú Tư hỏi tiếp, vậy lý do tại sao không lái taxi nữa? Có một chuyện đỉnh điểm, lúc đó chở khách về khuya, nhưng đi khá xa, từ thành phố Hồ Chí Minh xuống tận Bình Dương. Mệt quá nên Sơn quyết định không chạy về nữa, mà thắp vào bên lề đường ngủ một giấc. Chỗ đó có cái hàng rào lá cây xum xuê rất âm u và ẩm ướt. Trong cơn mê ngủ đó, Sơn nghe tiếng lào xào, xì xào, xì xào. Thôi xin đấy. Những tiếng bàn tán. Anh nghe đi thôi, em xin đấy. Bàn tán điều gì? Sợ hả? Trong thanh xì xào đó, cứ đi qua, đi lại, đi quanh cái xe của cậu. Làm cái tay cho bớt sợ nha Pikachu. Ra trong mệt mỏi, Sơn thấy rất đông người đứng xung quanh xe của mình. Dáng người đen đúa ốm o gầy mòn xương sẩu. Có người tay xách nách mang ôm con nít. Họ đưa đầu sát gần cửa nhìn vào xe, yêu cầu Sơn xuống xe nói chuyện. Sơn mệt đến nỗi không thể nào cử động, cứ nằm yên trong mê man. Rồi có con nít leo lên trên nóc xe, dặm rầm rầm đùng 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 ở trên đó. Đuối quá nên Sơn chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ kéo dài tới sáng. Người dân tới gõ cửa yêu cầu cậu chạy xe đi nơi khác. Có ông chú nói, sao mày gan quá vậy, ngủ ở đây cả đêm qua. Có mà ngất đi thì có. Chuyện gì đang xảy ra? Ông chú đó chỉ cho Sơn phía sau cái hàng rào lá cây xum xuê kia là nguyên một cái nghĩa địa. Ui. Có mấy cái mã nằm sát hàng rào, và cái hàng rào nằm sát cái xe. Đã vậy, tối qua trước khi ngủ, Sơn cũng đã tè bậy vào cái hàng rào đó. Ông chú đó nói, mày ngủ được tới sáng mà mày không chết là phước mày dày lắm đó con trai ơi. Thôi, làm ơn làm phước chạy về giùm tao một cái đi. Mà cẩn thận nha, coi chừng dông nó đi theo, nó kéo lạc tay lái rồi tai nạn chết đó. Và từ đó về sau, Sơn bị tâm lý, không dám lái xe nữa, sợ lại gây tai nạn, mang họa cho người khác thì khổ. Chú Tư thế là người tốt, người tốt. Sơn là một thanh niên gan dạ. Thật ra thì ở đâu cũng có người ta thôi, không tin thì thôi. Còn nếu như mình tin là có người âm rồi thì phải để ý, làm gì, ở đâu cũng phải xin người ta một tiếng. Không ai hẹp hòi trách nhất những người có lễ có phép với người âm hết á. Rút kinh nghiệm nghe chưa? Dạ. Ủa, rồi bữa nay trái cây với khô tao đâu? Thì ra Sơn đã quên mất chuyện này. Chú Tư chề môi lắc đầu. Trời ơi, mày tệ quá. Mày tệ ly quá. Ly nước mà mày còn không mời được cho tao nữa mà. Huống hồ chi ba cái thứ đó. Sống phải để ý tử tế xíu con ơi. Thôi, tao về đây. Ơi, chuyện này nhân văn viết đấy. Sơn dạy cách làm người các bạn ạ. Mình thiếu tinh tế như vậy. Hơi sợ tí nhưng mà cũng hay. Rằng, ngày mai sẽ mua trái cây đến biếu cho chú. Sơn nhìn ra cửa hầm, nén nhang sắp tàn. Gió hiu hiu làm cho đốm lửa nhang càng sáng lên và cháy nhanh hơn. Sơn ngồi giật giờ chơi game trong hầm xe.
hình như có ai đó đang đề xe. Lại cái ống hôm qua nữa hả? Xe không nổ máy. Cái tiếng đề xe đó khó chịu, cứ lặp đi lặp lại. Sơn thấy không ổn, nhìn sâu vào cái hầm xe tăm tối đó. Ai đó? Ai vậy? Ai đang đề xe vậy? Không nhìn đâu, không nhìn đâu. Anh nghe tiếng đít hay là mình sợ lắm. Giang khắp hầm và bị dội ngược lại. Cái âm thanh nó cứ ai đó, ai đó, ai đó. Nghĩa kiếp chết được. Tiếng gọi tiếp tục giang sâu vào trong hầm. Sơn lấy đèn pin rọi vào trong đó. Tiếng đề xe vẫn âm ỉ rên rỉ đến mức khó chịu. Sơn từ từ tiến vào trong theo hướng của âm thanh đề xe, đi thẳng đến cuối hầm rồi quẹo trái. Tiếng đề xe phát ra từ đúng chiếc xe đang phủ miếng bạc. Cứng hết chân tay, cơ thể gần như không còn linh hoạt. Mỗi lần đề máy, đèn xe hắt lên miếng bạc đó. Sơn nghe kỹ lại, thật ra đó không phải là tiếng đề xe. Ủa thế là tiếng gì? Mà là tiếng cười khàn đặc của một người nào đó. Thôi nha, tủi rồi nha. Lấy hết can đảm, kéo mạnh miếng bạc đang phủ lên xe. Sơn tá hỏa khi thấy ngay vị trí cái mặt đồng hồ của chiếc xe là cái mặt người thịt thà nhơ nhớp. Hai bàn tay đứt lìa ra đang nắm lên hai cái tay ga của cái xe. Trên yên thì bầy nhầy thịt nát. Cái mặt đó liếc nhìn Sơn rồi cười ha hả y như tiếng đề xe. Sơn bật ngửa ra sau và Sơn nghe rất nhiều tiếng cười và tiếng đề xe khác rải rác ở khắp nơi trong hầm. Cái đèn pin đã tắt. Sơn nhìn xung quanh trong cái ánh sáng le lói. Cậu như mất hồn khi nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng nhìn về phía cậu. Có người ngồi trên xe, có người quỳ dưới đất, có con nít cứ đứng trên đầu xe hơi, có người bị kẹp nguyên cái đầu vào trong cái bánh xe máy. Quá hoảng sợ, Sơn mới gào thét lên. May quá mấy cái đoạn đấy mình nhắm hết mắt rồi, mình không nhìn thấy gì cả. Khi những người dân thức dậy thật sớm để đi làm, chạy xe ra khỏi cửa hầm mà chẳng thấy có bảo vệ nào trực. Tìm mãi mới thấy Sơn nằm ngủ ở một góc trước cổng hầm, như kiểu có ai đó quăng cậu ra đó nằm vậy. Cư dân đến đánh thức Sơn, cậu giật mình hoảng loạn, không ai biết chuyện gì đang xảy ra với cậu bảo vệ trẻ này. Có một ông anh bảo vệ ca sáng vừa đến, nhìn thấy Sơn đã nôm na ra chuyện gì đã xảy ra với cậu tối qua. Anh nói: có kinh nghiệm đó. Mày chưa thắp nhang sinh đúng không? Sơn mới hỏi: thắp nhang sinh ai? Ông anh bảo vệ đó cười: xin chú Tư với xin ai. Ui, tay chân của Sơn lạnh ngắt lại khi nghe câu trả lời đó của ông. Ở đây chú Tư là ma. Ông anh đó dắt Sơn qua khu vực cửa hầm bên kia. Tại đó có một cái phòng ngủ, và bên trong có một cái bàn thờ. Và bàn thờ đó là bàn thờ của chú Tư. Ôi mẹ ơi, chú Tư vừa mất cách đây một năm. Trời ạ. Chú làm bảo vệ ở đây rất lâu rồi. Thiếu điều cái nhà xe này là địa bàn của ổng. Mà tiếc là chú bị trúng gió rồi ngất xỉu, nhập thổ quá lâu không ai biết nên mới mất đi. Đâu có nhà riêng nên người ta mới làm bàn thờ thờ chú trong cái hầm xe này. Hóa ra hai đêm qua chú Tư đã hiện hồn về và nhắc nhở Sơn đi đâu cũng phải để ý. Vậy mà Sơn nó vô tư không hề hay biết gì. Chú đã nhắn là thèm trái cây và khô, vậy mà nó cũng đúng, không nhớ. Thì chả trách bị chú Tư cũng như là mấy vong linh ở đây quăng ra khỏi hầm để hù dọa. Sau sự việc đó, Sơn tập cho mình tính kỹ lưỡng hơn, để ý hơn. Nếu không tin thì thôi, còn một khi đã tin rồi thì cần phải có phép có tắc. Lấy lại sự bình tĩnh, Sơn vẫn tiếp tục công việc bảo vệ ở hầm xe.
và mỗi ngày đều hương khói đàng hoàng cho chú Tư. Do Sơn vốn yếu bóng vía nên rất dễ dàng gặp ma. Thỉnh thoảng chú Tư cũng hiện hồn về giữa đêm để tâm sự. Chứ mà để treo hả? Sơn, để cho Sơn bớt buồn ngủ. Và những vong linh ở đây ở trong hầm cũng không còn quấy phá hù dọa Sơn nữa. Giàu thì một bó, khó thì một nén. Chỉ cần một nén tâm nhang cho bàn thờ mẹ Quan Âm và bàn thờ khuất mặt khuất mày là cũng đã đủ cho âm thuận, dương hòa, làm gì cũng được thuận lợi và phát triển. Và đó chính là câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta. Cũng vừa hết một nén nhang. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi câu chuyện trực đêm này của Lập. Cảm ơn dòng đá phong thủy Tinh Lâm đã tài trợ cho chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại. Nói chung thì chuyện này thì thật ra cái câu chuyện nó không có sợ ấy mọi người. Chỉ có cái anh edit của anh Huỳnh Lập làm mình hú vía mấy lần, kiểu thót tim, kiểu nghe tiếng nó bị to, xong rồi kiểu ở nhà một mình nữa. Bây giờ nghe xong chắc mình không dám đi tắm luôn quá. Ok. Thì có bạn nào xem cái chuyện này mà cảm thấy không thấy sợ không? Chứ thật ra thì nó là một câu chuyện mà giáo dục tính cách của bọn mình, phải có trên có dưới, phải biết lễ phép và lễ độ ấy. Thì nó còn mang cái yếu tố nhân văn ở trong câu chuyện nữa. Thì câu chuyện của anh Lập kể khá là hay đó. Các bạn nhớ theo dõi series của anh ấy nhá. Chắc là sau cái tập này thì mình sẽ, tập nào mình cũng sẽ xem, tập nào mình cũng sẽ ủng hộ cho anh ấy. Mà chắc mình chỉ xem một lần thôi các bạn ạ. Xem mỗi tập một lần thôi, chứ còn xem lại chắc mình đái ra máu mất. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Các bạn nhớ sub kênh cho mình, nút like và lượt bình luận bên dưới mỗi video. Nếu như các bạn cảm thấy yêu quý mình hay muốn làm mình một... hay muốn mình làm một điều gì đấy nhá. Bye, hẹn các bạn các clip lần sau. Cảm ơn Pikachu đã giúp nó đỡ sợ nha. Mặc dù chả đỡ sợ được tí nào cả.